Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của SMAC Audio. Vâng, và hôm nay chúng tôi hân hạnh được làm video để giới thiệu đến quý vị và các bạn cũng như là anh Nguyễn Bảo Hùng đã đặt một đơn hàng, đó là chiếc lưng tiếng Telecotic CB600 và có địa chỉ tại công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Đông Hải với số là 1719A đường Võ Nguyên Giáp, phường 12, thành phố Bà Rịa, Vũng Tàu. Vâng, anh Nguyễn Bảo Hùng có đặt cho mình một sản phẩm, đó là lưng tiếng Telecotic CB600 để em làm video. Để hướng thứ nhất là để hướng dẫn anh Nguyễn Bảo Hùng cách kết nối, thứ hai là để anh Nguyễn Bảo Hùng lấy đây video này làm mẫu, trong quá trình sử dụng có sự sai số thì anh Nguyễn Bảo Hùng hãy dựa vào video này để cân chỉnh lại phù hợp với không gian phòng cũng như là bộ dàn karaoke nhà anh. Vâng, đây là sản phẩm lưng tiếng Telecotic CB600, sản phẩm mới nguyên hộp, sản xuất 2019, phiên bản mới nhất 2019, được làm rất cứng cáp, mặt phay nhôm nguyên khối. Đó, thiết bị của bạn mới rồi. Đây là nút chỉnh âm bass, đây là nút chỉnh giọng ca, đây là nút chỉnh âm sắc, đây là nút chỉnh chép. Và channel 1 cũng giống channel 2. Đây là bypass là qua lưng tiếng hay không qua lưng tiếng. Và bên này là hệ thống cắt súp. Đây cắt súp đây, mà to nhỏ súp đây. Nó rất đa năng. Và ở phần sau thì các cái ngõ đầu vào được tích hợp các cái jack input, output bằng jack bus chuyên nghiệp. Có thể là lựa chọn cách kết nối một cách đơn giản cũng như là đa năng. Đây, còn nếu là quý vị các bạn có thể dùng bằng jack AV bình thường khi được tích hợp cả đường ra bằng AV, đặc biệt là đường ra đã được mạ vàng, tránh tình trạng mo ve lại xẹt trong quá trình sử dụng. Vâng, em xin phép được test sản phẩm. Dạ vâng, và bây giờ em sẽ test cái chiếc lưng tiếng này vào một vang số chỉnh cơ SMAC Camry 8F, một con vang vào cục đẩy Telecotic MA2600, kết hợp một đôi loa BMB, loa full bass 30 có mã là CFB 5000. Vâng, và em sẽ test chất âm của cái tiếng nhạc của dòng sản phẩm này khi để ở trên con vang. Nếu quý vị và các bạn lưu ý là khi test nhạc thì để lên trên, còn khi để cho nó lưng cả giọng mic, cả giọng nhạc thì cho xuống dưới con vang. Cái vấn đề này ấy, thì không quy định là phải đặt trên con vang hay là đặt dưới con vang, đấy là tùy quý vị và các bạn cảm nhận cũng như là ghép vào bộ của quý vị và các bạn, cảm thấy nó ghép ở đâu để nó vị trí ở đâu cảm thấy hay thì quý vị và các bạn để đâu. Là thường thì bọn em sẽ ghép là để con lưng tiếng xuống dưới con vang. Vâng, và bây giờ em sẽ test chất nhạc của sản phẩm này. Đây là chất nhạc mộc nữa, sau này tạo lỡ em sẽ chỉnh chất nhạc khi qua lưng tiếng. Thầm nhắc anh duyên tình, thương thương về bóng hình người em bên mái nhà tranh. Bao giờ cho xem chép lên. Em gắng chờ anh đến ngày mai chung lời ca, rồi đây nối lại tình xưa đậm. Em cho tăng thêm bass lên. Mai kia con đi nhưng sẽ về buồn tâm này anh chẳng thấy. Tôi vượt đường xa xôi, tim em đã khắp nơi. Ra miền Thủy Dương xưa trăng nước còn mộng mơ. Nghe tiếng chung chùa bên dòng hương dáng lưng bên cũ cây đa này còn thắm. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đây là cái nút mà qua lưng tiếng hay qua lưng tiếng, chúng ta có thể là cảm nhận được. Rồi nằm qua lưng tiếng xuôi khắp nẻo đường quê. Rõ ràng là rất uy lực đúng không quý vị và các bạn? Vâng, cả bass cả chép được nâng lên một cách rõ ràng.
Vâng, và em xin phép được dừng video tại đây để tiếp tục đóng các đơn hàng cũng như là đóng đơn hàng sang Nguyễn Bảo Hùng. Vâng, và cảm ơn quý vị và các bạn đã xem hết video của chúng tôi. Vâng, và em xin báo giá lại một lần nữa đối với các sản phẩm đang có mặt ở trên video. Đó là sản phẩm cục đẩy công suất Teleacoustic M2600 chạy 24 sò nguồn đồng có bù áp, chạy sò Toshiba nhập khẩu chính hãng của công ty Teleacoustic, có giá là 4.800.000 đồng, bao ship và tặng kèm phụ kiện. Và sản phẩm loa BMB CSB 5.000, loa full bass 30 chính hãng, hàng bãi. Quý vị và các bạn lưu ý là hàng bãi chính hãng chứ không phải là hàng mới nguyên hộp như thị trường đang bán. Cái sản phẩm đó, hàng bãi, loa 5.000 có giá là 15 triệu bao ship. Và sản phẩm S-Max K18F vang số chỉnh cơ hiện tại đang đứng đầu trên thị trường. Thực sự là đang đứng đầu thị trường vì chất âm của nó rất là hay, reverb, được làm chuyên đi làm sự kiện bên nước ngoài. Có giá là 3.300.000 đồng bao ship và tặng kèm phụ kiện. Vâng, cái sản phẩm này thì vỉ linh kiện rất là kín, vỉ linh kiện rất là dày, rất là kín. Vâng, và em đã review cũng như là làm rất nhiều các bài test về sản phẩm này. Mong quý vị và các bạn xem chi tiết sản phẩm ở kênh YouTube của SMAC Audio. Vâng, và cuối cùng là sản phẩm nâng tiếng Teleacoustic CB600. Sản phẩm nâng tiếng thực sự này là rất chất lượng, bán được rất nhiều và được anh em thợ cũng như là người chơi âm thanh đánh giá rất cao, và 200 tầm tiền với một mức giá là 1.750.000 đồng bao ship và tặng kèm phụ kiện. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trên đây là video giới thiệu dòng sản phẩm của SMAC Audio. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.